quý vị và các bạn, làm sao để người già, người khuyết tật, người bị đột quỵ, tay chân không còn linh hoạt có thể dễ dàng điều khiển được những chiếc xe lăn chuyển động theo mong muốn của mình? Một nhóm sinh viên đến từ phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã chế tạo ra một chiếc xe lăn có thể di chuyển chỉ bằng chuyển động của đầu thông qua một bộ phận cảm biến gắn trên xe và một chương trình được lập trình riêng. Với chiếc xe lăn này thì người dùng có thể dễ dàng điều khiển chuyển động của xe chỉ bằng những cái lắc đầu vô cùng đơn giản. Trong chương trình ngày hôm nay, Thảo My xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu về sản phẩm này. Mọi cử động của chiếc xe lăn này được tạo ra thông qua bộ điều khiển nhận tín hiệu từ cảm biến đặt trên đầu người dùng. Vì vậy, người sử dụng chỉ cần ngồi trên xe, đeo giọng cảm biến và điều khiển hướng di chuyển bằng việc nghiêng đầu sang trái, sang phải, cúi xuống phía trước, ngã ra phía sau hay giữ thẳng đứng. Bên cạnh ba loại cảm biến về gia tốc, vận tốc và từ trường, xe còn được gắn camera để truyền hình ảnh của người dùng về cho người thân hoặc trung tâm của bệnh viện thông qua mạng Wi-Fi. Điều này giúp bệnh viện hoặc người nhà bệnh nhân quan sát tốt hơn và kịp thời can thiệp trong trường hợp khẩn cấp. Theo nhóm chế tạo, trên thị trường một chiếc xe lăn điện nhập khẩu với đầy đủ các chức năng điều khiển tự động có giá gần 40 triệu đồng. Một chiếc xe lăn điện đơn giản nhất hiện giá bán cũng sắp xỉ 10 triệu đồng. Trong khi đó, sản phẩm của nhóm sinh viên phân hiệu Trường học Giao thông Vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh, nếu được thương mại hóa, sẽ có mức giá dao động từ 6 đến 7 triệu đồng. Thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đang đứng cạnh một nhóm sinh viên, những người đã chế tạo nên sản phẩm này thuộc vào phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với các bạn nhé. Xin chào các bạn. Xin chào chị. Theo như Thông Minh thấy thì hiện tại trên thị trường đó có rất là nhiều sản phẩm xe lăn thông minh. Không biết là sản phẩm của các bạn nè sẽ có những cái ưu điểm gì hơn so với những sản phẩm khác trên thị trường? Dạ, thưa chị, là xe lăn bọn em có tích hợp camera và các quai cảm biến khoảng cách, từ đó là giúp cho người thân có thể theo dõi được tình trạng hiện tại của người sử dụng và có giúp người sử dụng an toàn hơn, tránh các ổ gà hoặc là hố sâu nguy hiểm. Ngoài ra bọn xe lăn được cấu tạo theo dạng mô đun nên có thể sửa chữa và lắp đặt trên nhiều dạng xe lăn điện khác nhau. Và cuối cùng là đặc biệt nhất là xe lăn này được sản xuất tại Việt Nam nên có giá thành rẻ hơn so với các loại xe lăn được nhập khẩu từ nước ngoài. Qua những cái gì mà bạn chia sẻ thì Thẩm My cảm thấy rất là bất ngờ trước cái sản phẩm này và nó có rất là nhiều ưu điểm như vậy. Và không biết là cái quá trình mà các bạn chế tạo ra sản phẩm này thì nó như thế nào? Các bạn có gặp phải những khó khăn nào không? Dạ, thưa chị, cái khó khăn nhất ở đây là do cái lần đầu tiên thiết kế thì thứ nhất là khung rầm xe. Thì chúng em phải thiết lên phương án để tìm những cái khung rầm xe có chức năng phù hợp để mà thiết kế ra cái xe lăn. Thì đồng thời trong quá trình do là sinh viên nên là cũng nhiều khi cũng gần như kinh phí nên là cũng gặp hạn chế, nên có thể là nhiều cái thì phải tự mình sáng tạo thêm để mà phù hợp với cái sản phẩm xe. Bên cạnh những cái khó khăn mà các bạn gặp phải thì đâu là những thuận lợi mà các bạn có được? Thưa chị, thì hưởng lợi nhất là được sự quan tâm giúp đỡ của nhà trường, rồi đặc biệt là của thầy hướng dẫn đã lên ý tưởng cũng như là trong quá trình làm thì giúp đỡ rất là nhiều. Đồng thời là nhờ sự giúp đỡ của gia đình để tìm các cái thiết kế các hoàn cơ khí. Đồng thời thì trong quá trình đó thì có nhận sự giúp đỡ của thầy trong quá trình tìm hiểu cũng như là kề cảm biến cũng như là cắt lấy dữ liệu từ cảm biến. Dạ. Các bạn có thể chia sẻ cho Thảo My cụ thể hơn là cái chiếc xe này nè, nó gồm có những cái bộ phận nào và cụ thể là nó sẽ hoạt động ra sao được không? Dạ được chị. Thì ở đây thì các cái bộ phận của xe, thứ nhất là gồm có là cái bộ điều khiển trung tâm, là chị Thảo My thấy ở phía sau đây. Phía sau là bộ điều khiển trung tâm. Dạ. Rồi sau đó là cái cơ cấu chấp hành, đây là hệ thống chuyển động của xe. Và sau đó thì song song với đó là các cảm biến lấy về, gồm có cảm biến nhận dạng cử chỉ đầu và các cảm biến khoảng cách để đảm bảo an toàn cho xe. Dạ. Khi mà một người ngồi lên nè thì sẽ đổi thiết bị này lên đầu. Dạ đúng rồi chị. Rồi nếu mà muốn di chuyển xe đến trước thì là sẽ nghiêng đầu đến trước. Dạ đúng rồi chị. Tương tự thì nếu mà chúng ta muốn sang phải sang trái, đúng rồi. Hay là lùi đằng sau thì cứ di chuyển đầu của mình như vậy. Dạ. Trong tương lai thì các bạn sẽ có một cái kế hoạch gì để mà phát triển cái sản phẩm này hơn nữa, có thể chia sẻ với Thảo My được không? Thưa chị, thì trong tương lai thì nhóm chúng em nhất là sẽ cải thiện cái tính năng an toàn, nâng cao độ an toàn cho người sử dụng sản phẩm, đồng thời là thiết kế tính thẩm mỹ cho sản phẩm nhiều hơn. Tại đây là cái mẫu đầu tiên nên là nhiều cái thì cái tạo chưa tạo cảm giác cho người sử dụng. Thì sau đó chúng em sẽ cải thiện cái độ an toàn cho người sử dụng. Thì song song đó sẽ tích hợp thêm nhiều cái thiết bị tính năng an toàn như cảm biến an toàn để đảm bảo cho cái độ tin cậy cũng như là độ sử dụng của xe.
Và sau cái sản phẩm xe lăn này nè, thì các bạn còn có ý tưởng cho ra đời những cái sản phẩm tương tự giúp ích cho cộng đồng nữa không? À, dạ có chị. Dạ. À, xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn chị. Là sản phẩm đoạt huy chương vàng giải thưởng thiết kế chế tạo ứng dụng tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo năm 2017 do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức, chiếc xe lăn này được đánh giá cao bởi tính thân thiện và hiệu quả sử dụng thực tế. Điều thú vị là trên dòng cảm biến, nhóm bạn trẻ tích hợp cả tai nghe để người khuyết tật có thể vừa điều khiển xe, vừa nghe nhạc giải trí. Vì chế tạo dành riêng cho người Việt Nam nên các thông số của chiếc xe đặc biệt này được nhóm tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với khung xương cân nặng, giúp tạo sự thoải mái tối đa cho người ngồi, điều mà nhiều sản phẩm nhập ngoại chưa đáp ứng tốt. Tuy nhiên, do sản phẩm mới đưa vào vận hành thử nghiệm nên độ mượt của động cơ cũng như yếu tố thẩm mỹ vẫn chưa được như mong muốn. Do vậy, thời gian tới, nhóm sinh viên này sẽ có thêm nhiều cải tiến để chiếc xe hoàn thiện hơn trước khi tung ra thị trường. Cái sự đổi mới sáng tạo của sản phẩm này là tương đối cao. Các bạn đã biết áp dụng rất là tốt các cái kiến thức về tự động hóa, điều khiển, công nghệ thông tin, viễn thông và cả kiến thức về cơ khí nữa. Để các bạn hội tụ các kiến thức vào đó vào trong sản phẩm này, giúp cho sản phẩm này là một cái sản phẩm khá hoàn thiện và có thể đem áp dụng trên xã hội được. Hiện nay thì trường đã và đang tiếp tục hỗ trợ các bạn để hoàn thiện sản phẩm này, để nó giúp cho nó có thể thương mại hóa sản phẩm ra thị trường. Từ nãy đến giờ thì Thảo My đã được tìm hiểu rất là nhiều về nguyên lý hoạt động của chiếc xe lăn thông minh này. Dạ. Bây giờ các bạn có thể cho Thảo My thử trải nghiệm để có thể hiểu rõ hơn về nó được không? Dạ, dạ được chị. Mà chị vào xe. Các bạn hướng dẫn Thảo My với dạ, xe. Dạ, dạ được. Thì sau riêng em sẽ, chúng em sẽ đeo cho cái chị là cái bộ điều khiển. À. Dạ. À, đây là một bộ điều khiển. Cố định trên đỉnh đầu. Dạ, chị cứ giống như chị tập thể dục thôi, chứ là ngăn tiếng lùi trái phải giống như mình đang tập thể dục buổi sáng vậy chị. Ok, cố định xong thì mình bật công tắc cho thôi xe. Dạ rồi, ok. Bây giờ chị thì chị sẽ điều khiển xe tiến tới bằng cách là cúi đầu xuống. Dạ. Rồi, chị muốn dừng lại thì đứng thẳng đầu. Khi mà dừng lại thì chị sẽ thẳng đầu lại. Thẳng đầu lên. Dạ. Bây giờ thì mình sẽ lùi lại nha. Dạ. Bây giờ Thảo My sẽ thử xe phải nha. Wow. Yeah. Sang phải rồi, bây giờ mình sẽ sang trái nha. Tiến tới. Dừng lại. Sang phải. Sang trái. Các bạn mất bao lâu để có thể hoàn thiện sản phẩm này? Dạ thưa chị, là chúng em mất 4 tháng từ lúc mà lên ý tưởng cho lúc hoàn thành cái sản phẩm này. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi trải nghiệm sản phẩm này thì Thảo My thấy là sản phẩm này rất là dễ dàng điều khiển luôn đó. Và nó sẽ rất là hữu dụng đối với những người như là người già nè, người khuyết tật, người đột quỵ tay chân không còn linh hoạt nữa. Và Thảo My tin rằng với những sản phẩm có ý nghĩa nè và tính ứng dụng cao như thế này thì chắc chắn các bạn trẻ như là nhóm sinh viên đến từ phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thể đóng góp và giúp ích rất là nhiều cho xã hội. Thưa quý vị và các bạn, những suất học bổng của chương trình truyền hình thực tế sáng tạo trẻ chính là nguồn động viên khích lệ tinh thần của ban biên tập chương trình dành cho những tài năng luôn tìm tòi, sáng tạo, chế tạo ra những sản phẩm có tính ứng dụng cao. Và trong buổi lễ trao học bổng ngày hôm nay thì chị Phùng Trần Uyên Phương, giám đốc marketing của công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã trao học bổng cho nhóm thiết kế nên sản phẩm xe lăn điều khiển bằng chuyển động của đầu dành cho người khuyết tật. Vâng, xin được cảm ơn chị, cảm ơn các bạn. Chúng ta hãy cùng cho một tràng pháo tay nào. Vâng, thưa quý vị, và Thảo My tin rằng suất học bổng này chính là một nguồn động viên khích lệ tinh thần lớn lao dành cho các bạn để các bạn có thể tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời thêm nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao và phục vụ giúp đỡ cho cộng đồng xã hội. Vâng, xin được cảm ơn các bạn.